Hello, xin chào các bác. Vâng, ngày hôm nay em lại làm một cái video nói về cái vấn đề mà mua một cái sản phẩm ở trên Shopee ấy. Đây các bác nhìn nha. Rất là nhiều người bị. Thực ra là cái sản phẩm này hiện tại bây giờ cũng không phải là nhiều người dùng đâu. Nhưng không phải là không có người mua, mà vẫn có nhiều người mua và rất là nhiều người bị lừa mà không biết. Thế nên em phải làm cái video này. Thậm chí em biết bị lừa nhưng vẫn mua đây này các bác này. Đấy, để cảnh báo lên các bác để tránh xa cái sản phẩm này, phải cẩn thận với cái sản phẩm này. Cụ thể thì các bác có thể nhìn cái video nhá, nó là một chiếc thẻ nhớ được bán tràn lan trên Shopee với dung lượng rất là khủng luôn. Ví dụ này, ở đây có một cái thẻ nhớ của HP 1GB. Đó, số lượng bán lên đến 1.500 kìa. Đó, và số lượng bán rất là nhiều. Chắc chắn một điều là bán tại Trung Quốc à. Chắc chắn một điều là từ Trung Quốc các bác nha. Đây, mọi người nhìn này, giá bán này chỉ có 69.000 thôi, rẻ kinh khủng luôn. Hay là 128GB cũng của HP luôn. Đó, có 111.000. Đó, các bạn nhìn này, quốc tế không? Thẻ 64GB, cao nhất là 67.000 này, cũng từ quốc tế này, của Remax đàng hoàng. Hay là một chiếc thẻ của Huawei, cũng hình ảnh là dung lượng 1024GB, cũng như là 1TB ấy. Thì giá cao nhất đây là 88 nhá. Đó, các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều này. Đây, những cái thẻ ở Việt Nam thì em không nói, giá có thể lên đến 365.000 cơ. Đó, nhưng mà thẻ của Trung Quốc, rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, Huawei 512GB này. Đó, hay là Samsung, hay là Huawei, hay là Xiaomi, hay là rất là nhiều đó, mình có này. Đó, rất là nhiều thương hiệu nổi tiếng mà Oppo cũng có luôn, thậm chí có cả Oppo luôn, em nhớ không nhầm nữa nha, thẻ nhớ nha. Các bác search ở trên Shopee rất là nhiều luôn, Oppo. Nhưng mà thấy giá hấp dẫn không? Thấy giá hấp dẫn nhưng vì sao em vẫn phải làm video này? Bởi vì thực tế mà nói, đấy là toàn hàng fake hết và hàng lởm, hàng lừa để lừa các bác ấy. Thế giá rất rẻ và các bác có thể đặt mua. Bản thân em đã từng mua một chiếc đất, cách đây một năm đã từng mua chiếc 256GB với giá đâu tầm khoảng 120.000 thì phải. Nhưng mà về thực tế là em chỉ dùng được có 16GB thôi, còn cóp lên thì sẽ không dùng được. Đấy nhá, em thử lấy một cái ví dụ này. Ở trên cái trang Shopee này chúng ta cái search, các bác cái search thẻ nhớ này. Sau đó các bác vào những cái dung lượng cao mà ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở Việt Nam mình bán, em không nói như ở quốc tế nhé. Có rất là nhiều các bình luận bởi vì số lượng bán người ta rất là nhiều, giao nhanh ra rẻ, không biết dung lượng thực bao nhiêu. Cắm vào máy tính nó vẫn báo là đầy đủ cái dung lượng như mình mua, nhưng mà như các bác mua, nhưng mà thực tế là chỉ được 16GB thôi. Chính vì thế nên em vẫn để xác minh chính xác nhất. Thành ra em đã mua hai chiếc thẻ nhớ đây này. Nhưng mà lần này thì em vẫn mong rằng có sự may mắn, có nghĩa là em không dám đặt những cái thương hiệu ví dụ như là HP hay là Huawei hay là Samsung hay là Xiaomi, mà em đặt một cái thương hiệu mà nó nhỏ nhỏ thôi, nó không quá nổi tiếng, đó là Remax. Đó là Remax nha. Mà bây giờ em nhìn thấy cái ảnh đó nhỉ, thẻ nhớ Remax này. Đó, nè các bạn nha, 64GB, đây nhìn thế này. Đó, quốc tế với giá ở đây là 67.000, nhưng mà lúc mà em mua ở trên này nó bán Việt Nam bán 120.000 150.000, nhưng mà quốc tế là chỉ bán là 88.000 thôi thì phải, bởi vì nó không có cái giá 67.000 này. Lúc em mua bây giờ xuống 67.000 rồi mà em đặt rất là lâu nó về, thì ngày hôm nay nó về. Em vẫn hy vọng, bởi vì sao em đặt cái thương hiệu nó không nổi tiếng, bởi vì có thể em đợi đặt nhận được cái thẻ đúng là 64GB chứ không bị lừa. Thế nên em vẫn cứ đặt để mong rằng có sự may mắn, nhưng mà vẫn là cảnh báo các bác là những cái liệu có bị dính hay không nhá. Bây giờ em sẽ mở hồ các bác xem, các bác phải nhìn nhá. Thẻ nhớ microSD Remax tốc độ cao 8/16/32/64, thì em đặt là sản phẩm là 64GB với số lượng là 2 chiếc, em đặt hẳn 2 chiếc luôn đó, để cho nó bỏ tiền đặt về 130.000 ấy, được miễn phí vận chuyển 20.000 nữa, là tính ra là 170.000 thôi. Đây này, 177.000 thôi, là có nghĩa là hơn 80.000 một chiếc đó. 64GB, để em không dám đặt cái bản 128 hay là cái bản 256 hay cái bản 512 hay là cái bản 1T, bởi vì chắc chắn một điều là lần trước em đặt đã bị fake rồi và giá nó lại cao tầm hơn 100.000 đấy. Thế nên em đặt 64GB để may mắn, mong rằng được may mắn, nhưng mà không biết được hay không đó. Nên cảnh báo các bác là cái những gì không nên mua nhá. Bây giờ em sẽ mở cho các bác xem này. Đây, đóng gói ở Trung Quốc thì vẫn là những cái túi quen thuộc như này thôi, một cái túi bọt rất là xịn đấy nhá. Đó, cái thẻ của Remax à, chắc chắn hàng fake luôn đấy. 64GB, như cái bao các bác có thể nhìn được, cái bao rất là nhỏ. Bởi vì em nhớ không nhầm là ngày trước em mua một cái thẻ Remax có bao to, và như ảnh của trên Shopee của người bán ấy, là người ta để cái ảnh này, các bác nhìn này, cái bao nó to như thế này, và bên trên nó sẽ có logo của Remax ấy nha.
Đó, thẻ 64GB thì đúng là màu vàng thật, thẻ 32GB là màu đen trắng, thẻ 16GB là đỏ đen và thẻ 8GB là màu xanh này, thẻ 64GB đúng màu như này luôn. Các bạn nhìn này. Đúng màu. Và đây là một cái thẻ tốc độ cao Class 10, nhưng mà chút em sẽ thử xem tốc độ nó như nào. Chắc chắn một điều là đã dính thẻ fake rồi. Đó, bởi vì nhìn cái bao bên ngoài nó không như cái bao ở trên hình ảnh nhá. Đây này. Đó, không như cái bao trên hình ảnh nhá. Đó, cùng xem qua trước này. Không có một cái thông tin nào remark ở trên cái thẻ này cả, mặc dù là in màu cũng giống giống luôn. In màu giống giống nhưng mà nhưng lại bé hơn. Đó, cái này nó có hình giống hình như thẻ nhớ phóng to. Đó, nhưng cái này thì lại là một cái bao đơn giản như này thôi. Ở bên trên này thì ghi là smart card này. Đó, tốc độ cao này, speed flash này, đó. Hỗ trợ được cho điện thoại, thoại này, máy tính bảng này, máy ảnh và máy chơi game. À, trên này thì ghi là ultra fast và cái là tốc độ rất cao. Bây giờ em sẽ mở xem một thử thẻ, một thử cái thẻ như nào nhá. Đây, cái thẻ nhớ 64GB Remax chất lượng in thì cũng khá là ok. Đó, chất lượng in màu lên thì cũng khá là ok này. Micro SD, xem có giống hình ảnh không nha. Micro SD đây, hình ảnh này. Đấy, khá là giống đúng không? Khá là giống trên hình ảnh luôn. Dưới là Class 10 64GB Remax. Đó. Đằng sau này có thông tin như nào nhỉ? Đằng sau này có thông tin này. Đây, sản phẩm là được Made in Taiwan. Made in Đài Loan. Đó, trông cũng rất là chắc chắn và xịn. Cái đường in cũng đẹp. Đó, về vấn đề về hình ảnh bao bì thì là fake rồi. Còn vấn đề hình ảnh của chiếc thẻ thì cũng khá là đẹp. Nhưng về cái vấn đề dung lượng và tốc độ của nó thì như thế nào? Thì bây giờ là các bác cùng xem video em test nha. Em sẽ dùng một chiếc thẻ nhớ và một số dữ liệu nó có vào xem có được đủ 64GB không. Để cảnh báo cho các bác, bởi vì hiện tại bây giờ cũng tương đối là nhiều bác mua để về gì ạ? Để dùng điện thoại thì bây giờ dung lượng cao không dùng nhiều rồi. Nhưng mà để dùng cho camera này, để dùng cho máy chơi game này, để dùng cho một số thiết bị mà các bác cần những thẻ nhớ dung lượng cao đấy, nhất là camera. Camera bây giờ dùng rất nhiều. Bởi vì là bây giờ là sử dụng được camera IP, không cần phải dây rồi cắm vào nó mạng dùng, nhưng mà nó sẽ lưu ở trên thẻ nhớ. Nhưng nếu khi các bác mua về những sản phẩm fake thì nó sẽ không lưu được dữ liệu và nó sẽ mất dữ liệu rất là quan trọng. Chẳng may nhà mình có vấn đề đó, nhưng mà thẻ nhớ lại không đảm bảo chúng ta sẽ không xem lại được. Thế nên là em phải làm cái video này để cho các bác biết nhá. Bây giờ em sẽ copy dữ liệu xem đủ hay không, cái thẻ nhớ này liệu có đảm bảo hay không. Chắc chắn một điều, dung lượng cao như 128GB, 256GB và 52GB 1T thì các bác không nên mua. Chắc chắn là em đã mua, em bị dính rồi, chỉ dùng được 6GB thôi. Bây giờ em sẽ thử copy dữ liệu xem thế nào nhá. Đây nha các bác nhá. Đó, bây giờ em sẽ cắm vào máy tính này. Em có một cái đọc thẻ tốc độ thấp thôi, không có đọc thẻ tốc độ cao. Nhưng mà đây cứ muốn thử xem như này. Đó. Đây nha, các bạn nhìn cái màn hình máy tính của em nha. Đây này. Nó nhận là thẻ nhớ là 64,4GB. 64,4GB chuẩn chưa? Nếu mà các bác cắm vào máy tính mà nhìn như thế này ấy thì thực sự là quá là sướng luôn. Bây giờ em sẽ format định dạng NTFS xem nó có format này không nhá. Cứ format ngon lành rồi tính tiếp. NTFS này. Format nhanh luôn. Đó. Xem có format được không? Phát 32 thì không nói rồi. Có vẻ hơi lâu. Khả năng là không format được vần NTFS rồi. Thì sẽ không cóp được. À, format được rồi nha. Ok, hoàn thành rồi, tôi biết. Hơi lâu tí nhưng không ăn được, cũng khá là cảm thấy ok đấy nhỉ. Ok nha, bây giờ có thể cóp được dữ liệu rất là cao rồi đúng không? Bây giờ em sẽ cóp. Đây, trong này em có một cái ổ cứng để em chơi game PS3 rất là nhiều luôn. Dung lượng của toàn bộ file này nó lên 200GB cơ. Em xem là em cóp tầm khoảng 64GB thôi. Đó, dung lượng game rất nặng. Đó. Ok nha, em chỉ có 58GB thôi. Bây giờ em chỉ có 58GB game này vào trong cái thẻ nhớ này xem như nào. Đây, xem tốc độ nó có nhanh hay không. Đó. Ok. 13 MB trên giây cũng khá là ổn. Bởi vì đây là cái đầu đọc thẻ 2.0 thôi, không phải là cái đầu thẻ 3.0. 15,6 MB. Ok đấy, khá là ổn. Theo đúng Class 10 thì lý thuyết của nó thì đọc là 30 MB thì phải.
ghi là đọc là 90 mê và ghi là 30 mê. Và hiện tại bây giờ em đang ghi cái thẻ này là 15,6 mê trên giây thì cũng không đến nỗi tệ. Cũng không đến nỗi tệ so với cái tốc độ này, cũng có lẽ là tốc độ chuẩn. Có một cái hy vọng đó là nó đủ dữ liệu thôi, đúng không? Bởi vì là lần trước em mua cái thẻ 256GB mà nó mác là Samsung ấy, nó ghi là Samsung Evo, cái thẻ màu cam 256GB ấy, thì em cóp nó chỉ được tầm 7 mê thôi, 6 mê thôi. Đó, cái này nó cũng phụ thuộc vào cái dữ liệu của các bác, dữ liệu của các bác là có nhiều file hay không. Cái này thì nó là một file rất là nặng rồi, một file game của nó lên đến tầm khoảng mấy chục mê, là mấy chục ghi cơ, thì có thể là đọc một file rất là nhanh. Nhưng cái quan trọng nhất là khi đọc xong, rút thẻ nhớ ra và cắm vào, liệu nó có bị mất dữ liệu hay không. Bởi vì cái này nó giải quyết cái vấn đề cái mà nếu mà các bác cắm vào camera nó vẫn báo đủ ghi, vẫn có thể ghi đầy đủ, nhưng khi rút thẻ nhớ ra nó sẽ mất hết dữ liệu ở bên trong. Hoặc là các bác cần một cái thẻ nhớ dung lượng cao chứa được dữ liệu quan trọng, tài liệu quan trọng của mình ấy, tài liệu rất là quan trọng chẳng hạn, để giữ trong thẻ nhớ mà quốc vào rút ra nó mất, sẽ mất hết tài liệu đó. Cái quan trọng là như vậy, để xem có đủ 64GB không, để chúng ta quyết định có lên mua hay không. Thực ra nếu mà đủ 64GB với giá 88.000 thì quá là hời, đúng không? Ok nhá, cùng chờ đợi để xem là liệu nó có đủ hay không nhá. Ok ok, chuẩn bị xong rồi nhá. Nói chung là em copy mất đợi mất khoảng 1 tiếng. Đợi mất khoảng 1 tiếng mà tốc độ nó cũng khá là ổn định. Từ 15 mê trên giây, có một cái đoạn này thì nó bị xuống một chút thôi. Lúc đấy là em đang làm một cái video, đã đưa một cái video, thành ra là nó khó tránh khỏi cái việc mà nó bị gì à, bị giảm xuống một chút. Nói chung là khá ổn định, đều đều là tầm 15,9 MB trên giây. Cái này nó liên quan đến vấn đề là cái USB đọc thẻ nhớ của em, cái đọc thẻ nhớ của em là USB 2.0 thôi. Thế nên là khó tránh khỏi cái này, em lại không có cái 3.0 nào để thử lên. Thế nên là tốc độ của cái này nói về class 10 thì cũng có thể là chấp nhận được, chứ không chậm như cái thẻ 26GB em mua lần trước rất chậm. Đó, thế nên là cũng hên xui, may ra có khi để vớ được cái ngon. Đó, chứ còn mua dung lượng cao là chết dở. À, chọn Carry Max mà 64GB thôi, với giá 88.000, tí nữa mà rút ra mà cắm lại mà đủ, vẫn đủ 64GB dữ liệu không bị hỏng ấy, thì cũng gọi là hời đó. Ok xong rồi nhá. Bye. Bây giờ vào máy tính này, vào máy computer nhá. Ok, còn trống có 4GB thôi. Thường thường là nó sẽ chỉ còn 16GB. Để trong trường hợp rút ra, bây giờ em sẽ rút ra nhá. Em sẽ rút thẻ nhớ ra này. Đấy nhá. Đó, em cắm lại luôn, cắm lại luôn. À, xem nhận được không nào. Ok ok, vẫn còn nguyên dữ liệu, vẫn còn nguyên dữ liệu, và dữ liệu có vẻ như là không bị hỏng. Đây, dữ liệu có vẻ như là không bị hỏng rồi các bác nha. Đó, khá ổn, khá ổn. Nói chung là khả năng là mua 64GB khi này ngon. Đó, em cứ sợ, có nghĩa là cái này là lúc đầu em nói với các bác em có thể hên xui, bởi vì em không dám mua cái dung lượng 256GB hay là dung lượng 1TB, bởi vì em sợ nhất là em bị dính phải cái thẻ nhớ mà như lần trước em mua cái 256GB của Samsung ấy, là chỉ dung được 16GB thôi. Nhưng mà lần này em mua được cái này thì ok ok, khá là ok. Em thử cái thứ hai nhá, thử cái thứ hai xem là nó như nào. Đây, em rút ra tiếp. À, đầu tiên format lại Fat 32 đi chứ nhỉ. Format lại Fat 32 trước xem là nó có dễ không. Đấy, rút ra rút vào thoải mái luôn, dữ liệu không bị hỏng nhá. Thế này thì cứ mua 64GB. Nếu các bác nào dùng Shopee mà muốn mua thẻ nhớ, em khuyên em mua 64GB. 128GB cũng chưa thử, nhưng mà 26GB là em dính rồi, là chết rồi. Bởi vì nếu mà tính ra cái giá 26GB nó rẻ quá. Thực tế là mà nói là cái 64GB giá hiện tại bây giờ mua tại Việt Nam với một số thẻ nhớ thương hiệu của Trung Quốc như Hoco chẳng hạn, thì chúng ta có thể mua hết 100.000, hay là thương hiệu không quá nổi tiếng khác như Remax cũng có thể mua là 100.000 hoặc là 101, 102.000 Shopee ấy. Còn cái này em mua 88.000 thì cũng có thể là người ta sẽ đưa cho em một cái thẻ dạng thẻ nhớ cũng đủ 64GB, không phải Remax, mà người ta sẽ bơm, sẽ tự sơn cho Remax vào đây. Đó, format ok, rất là nhanh. Và về định dạng Fat 32 rồi, đúng không? Thì bây giờ em sẽ tiếp tục cái thứ hai, sẽ là có tốc độ copy có được như cái thứ nhất hay không, có nghĩa là liệu nó có đều hay không ấy, có phải cái nào giống cái nào hay không, hay là mình được một cái xịn một cái đẻo, đúng không? Đấy nha, cái này là cái thứ hai này, cái này là cái thứ hai đó. Đấy nha, em sẽ lại copy dữ liệu game vào. Đấy, em có một cái nhẹ thôi, tầm tầm khoảng dưới 4GB thì ở định dạng Fat 32 nó mới nhận, bởi vì mặc định nó sẽ là Fat 32, đúng không? Đây này,
Đó, mặc định nó sẽ vẫn là Pháp 32 đúng không? Đó, dưới 4 GB thì phải dùng, à Pháp 32 phải dưới 4 GB. Ok. Con này để ở định dạng Pháp 32 thì crop được khoảng 10 MB trên giây. Cũng không đến nỗi tệ. Ok, vẫn format tiếp thành định dạng là TFS nha. Đó, vẫn format nha. Đó. Bây giờ sẽ có một cái chờ nó format đi, bởi vì bây giờ nó cũng format hơi lâu. Có một cái tầm 36 GB game code của Google 3 này. Đó, đây là game code của Google 3 phiên bản tiếng Việt luôn. Ok, đã format xong. Cái trước hình như em nhớ là còn không format được sang là TFS, giống như cái ổ cứng 2 TB này mua ấy, còn không format được sang ấy luôn. Nhưng mà cái này format được. Đây. Con này có vẻ là cóp không nhanh bằng con kia. Có vẻ như là cóp không nhanh bằng con kia. 10 mê trên giây. Đó, nó có chất lượng không đều, nó có chất lượng không đều luôn các bạn nhé. Đấy, 7 mê trên giây. Không biết là liệu con này là nó có đủ dung lượng 64 GB không. Thôi ok, thử tiếp con này, lại chờ đợi tiếp. Ok các bác nhá. À, cái thẻ thứ hai ấy thì là đầu tiên thì có 10 mê trên giây thôi thì em đang sợ là có vấn đề, nhưng mà đến đến tầm được mấy phút thì nó lên đều là 15 16 mê giống như cái thẻ trước. Thế nên là khá chất lượng là khá đều. Có lẽ là em đã đánh bạc thành công. Có nghĩa là lúc đầu thì em không dám mua dung lượng cao nhưng em mua dung lượng thấp để làm sao mình vẫn có thể may mắn để mình nhận được cái thẻ nhớ chuẩn với dung lượng chuẩn. Thì hên xui mà. Rất may mắn đó là hai chiếc thẻ của em đều khả năng là đủ 64 GB. Cái thẻ này thì chuẩn bị có xong rồi, em chỉ có ba mấy ghi thôi em rút ra, bởi vì là trước em mua 26 GB chỉ dùng được 16 GB thôi. Thế nên là có ba mấy ghi ấy, mà em rút ra em cắm vào và vẫn nhận đủ ấy, thì chứng tỏ là nó vượt qua được 32 GB ấy, thì chứng tỏ là nó vẫn đủ 64 GB đúng không? Đây này, em đã rút ra nha. Ok, đây này. Đó, rút ra. Tốc độ có như kia rồi nên em nghĩ là chắc là sẽ giống nhau. Sẽ giống nhau. Ok xong nào. Nhận đi, nhận đi. Sao cắm mà lại không nhận thế này. Ok, cắm lên không. Đó, đủ nhá. Thế là coi như là canh bạc là mua thẻ nhớ thành công với hai chiếc thẻ nhớ 64 GB. Hai chiếc thẻ nhớ 64 GB với giá chỉ có 88.000 đồng một chiếc. Đó. Đây, với giá 88.000 đồng một chiếc, thực ra là nó chỉ rẻ hơn ở Việt Nam nó chỉ rẻ hơn ở Việt Nam tầm 20.000 thôi. Thế nên là mình rất rất là dễ mua được cái thẻ xịn. Đó đúng không? Đấy nha. Thì có một lời khuyên cho các bác, ở đây là có một cái đơn hàng nó chỉ bán với mức giá là chỉ tầm 67.000 thôi. Đó, thì là có thể là đơn hàng này nó sẽ được rẻ hơn và sẽ chuẩn. Đó, thế là lời khuyên, một cái lời khuyên cho các bác nha. Nếu các bác muốn có ý định muốn mua thẻ nhớ dung lượng cao ở trên Shopee ấy thì các bác nên chọn một thẻ 64 GB và thương hiệu nó nhỏ nhỏ một chút, Remax này, nó nhỏ nhưng mà nó có thật. Có nghĩa là Remax nha, ví dụ như là các bác tìm 128 GB nha. Thì nó sẽ ra rất là nhiều thương hiệu khác. Ví dụ như là ở đây là có JBJ, thì cái này là ở Việt Nam rồi. Em sẽ chọn là nước ngoài. Bởi vì là những dung lượng cao bán rẻ là chỉ có Trung Quốc rồi, chứ là người Việt Nam mình thì bên Việt Nam mình thì mất công nhập về được, các bạn ấy không thể bán rẻ được. Đúng không? Đấy nhá, thì có một số thương hiệu như là Oppo. Đó. Thương hiệu HP, thương hiệu là Samsung này, thương hiệu là Vivo này. Thương hiệu là Xiaomi này, thương hiệu là Huawei này. Đó là Oppo tiếp này. Thì những thương hiệu này khẳng định với các bác luôn là không bao giờ có. Bởi vì là những hãng này người ta không hề có công bố là người ta có thể nhớ. Hoặc là HP có thể nhớ những giá rất đắt mà không phải là hình mẫu như này. Thế nên là những điều là chắc chắn là các bác không nên mua. Dung lượng 128 GB, trước em mua là 256 GB không chuẩn rồi. 52 GB em nghĩ cũng vậy. 1T lại càng không chuẩn. Thế nên là nếu mà 128 GB thì không biết là có chuẩn hay không. Các bác xem nhiều, và nếu clip này mà đạt khoảng 10.000 view ấy thì em sẽ mua luôn một từ 128 GB đến 1T để em về review cho các bác nha. Hoặc là nếu được các bác ủng hộ nhiều thì em sẽ mua, em sẽ đánh bạc và em sẽ chấp nhận và em sẽ bỏ tiền ra, em sẽ mua toàn bộ về để em review cho các bác. Đó, lời khuyên của em thì lại là lần nữa là các bác nên mua những thẻ nhớ mà không nổi tiếng lắm, ví dụ Remax này 64 GB này, nên mua cái này để được mua. Không tìm được link thì bằng cứ comment em sẽ gửi được link cho các bác mua nha. Thì sẽ được một thẻ nhớ 64 GB chuẩn và giá rẻ hơn được mấy chục nghìn. Tốc độ cũng ok. Đó, thì về làm lắp camera ghi hình được 64 GB này, nếu mà camera thông thường IP ấy thì nó sẽ ghi được khoảng một tầm khoảng một tuần ghi được.
tiện lợi và nhỏ gọn. Camera hành trình của ô tô thì cũng sẽ ghi được tầm khoảng 1.000 km chẳng hạn. Đó, thì là nên mua những cái sản phẩm kiểu như này nhá. Nếu mà các bác mua 128GB hoặc là cao hơn thì em không đảm bảo đâu. 256GB em mua cho camera hành trình, camera ô tô em đã chết rồi. Em chỉ dùng được 16GB thôi, đúng không? Đó, đấy, để ủng hộ em. Nếu các bác thấy clip này hay thì chia sẻ cho mọi người xem và ủng hộ em, thì các bác có thể là cho em một subscribe hoặc một like ở kênh clip này. Nếu mà em đạt được khoảng 10.000 view thì em sẽ mua toàn bộ những thẻ nhớ khác và em review cho các bác xem luôn nhá. Cảm ơn các bác xem clip. Đây là niềm vui, hôm nay em đã mua đánh bạc thành công, rẻ hơn được 20.000. Đó, chào các bác nha.